À vâng, à, xin mến chào các bác. À vâng, à, ngày hôm nay thì xin giới thiệu toàn thể các bác một cặp đôi của hãng DK King, một dòng là chuyên đánh full và một dòng là chuyên đánh súp. Thì cái video này thì chủ yếu là em xin giới thiệu cho các bác về cái dòng cụ đẩy đánh súp nhé. Ở đây thì một cặp đôi thì tí em sẽ dùng cụ đẩy dưới để đánh một cặp loa bass 40 từ hai côn 100. Và ở chiếc cụ đẩy súp đánh súp thì tí em sẽ test qua một chút về cái chất âm của tiếng súp của chiếc cụ đẩy DK King mã MV2000. Với chiếc cụ đẩy này thì các bác có thể là đánh được một cặp súp các nhá, một cặp súp đơn 50 từ tua họng lớn thoải mái các nhá. Ở đây thì em sẽ test qua thôi, đánh qua đây đánh tiện cái súp ở đây thì đánh qua cho các bác nghe thôi, chứ còn nếu mà về uy lực của nó thì công suất của nó có thể đánh một cặp súp thoải mái coi nhá, thừa công suất, dư công suất. Và các bác có thể đánh súp trực tiếp từ đẩy, bởi vì chiếc cụ đẩy này thì nó có cắt cốt server luôn. Các bác có thể gạt về cái chế độ cắt cốt ở đằng sau, để em quay cho các bác xem. Ở đây thì đằng sau nó có chế độ cắt nhá, on này và off này. Các bác gạt chế độ on này là đánh ra mỗi tiếng súp không thôi nhá, nó không còn lời nữa. Đó. Và đường ra thì nó có một đường ra các bác nhé. Các bác nếu đánh hai quả thì các bác có thể link từ loa nọ sang loa kia. Đấy. À, với chiếc cục đẩy này thì nó có hai đường vào bằng canon. Ở dưới này thì đây hình tín hiệu em sẽ vào từ máy tính và cục đẩy thứ nhất đánh đôi loa full. Và cục đẩy này nó có đường line thì em line luôn sang cục đẩy khác luôn các bác nhé. Tức là đánh trực tiếp từ máy tính lấy tín hiệu và từ cục đẩy thứ nhất đánh full line sang cục đẩy thứ hai đánh súp. À, đánh đánh luôn để test cho luôn các bác. Thì các bác có thể là đánh luôn cũng được, mà các bác hoặc là các bác có thể là về các bác test cắt cốt qua nâng tiếng hoặc là qua những thiết bị chuyên cắt cốt server đấy, đánh súp thì cũng được các bác nhé, cũng được. Ở đây thì với chiếc được đẩy một kênh của hãng DK King mã MV 2000. Ở dòng này chất âm rất tiếng súp rất là hay, nó thiết kế chủ yếu là để đánh súp các nhé, chủ yếu đánh súp, và nó có một volume để điều chỉnh cái âm lượng đó nhá, âm lượng của tổng thể của chiếc cụ đẩy này. Thì bây giờ em sẽ quay về cái nội thất để các bác xem. Với cái mã sản phẩm này thì hàng này thì còn khá mới cũng nhá, về nội thất bên trong còn rất là mới. Tổng thể đây thì nó chạy với sò xăng Ken, chạy với 32 đèn đó nhá, 32 đèn xăng Ken. Với sò xăng Ken thì nó thiên vào giải bass nhé, và dòng cụ đẩy này thì cũng đa số của nó là nó tất cả những linh kiện chủ yếu là nó đánh tiếng bass lực, dồn hết công suất để đánh tiếng bass, và sử dụng rất là nhiều tụ 2, 4, 6, 8, 10, 12 tụ các bác nhé. Mà tụ của nó thì là tụ rất là điện áp rất là cao, 120V các bác nhé, 120V đấy. Bên cạnh đó rất còn nhiều những con tụ này xử lý này đấy. Về cái sản phẩm này thì nhìn các bác biết thì hình thức bề ngoài cũng như nội thất của nó còn khá đẹp, và đặc biệt của nguồn của nó trên 20 cm, nguồn dây đồng nguồn rất to. Với những chiếc cục đẩy này nó nặng, rất là nặng các bác nhé, đẩy một kênh nhưng mà khá nặng, và nó làm rất là nhiều những thiết bị linh kiện tốt để đánh súp. Thì cái thương hiệu DK này thì dòng cục đẩy của nó thì dòng gần như là hàng chất lượng, và cái mã MVV này, mã MVV thì là mã chất lượng nhất của hãng DK Data King thôi nhá. Chất lượng nhất của hãng DK. Thì ngày hôm nay thì sẽ test cho các bác để các bác có thể là nghe qua một chút chất âm của dòng cục đẩy DK Data King MVV2000 dòng chuyên súp. Đấy, chuyên súp. À vâng, bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên thôi nhá. Đấy. Và bật đánh súp thì thực ra là nếu các bác phải đeo tai nghe các bác mới cảm nhận được. Không thì nếu mà nghe thì em phải bật cả đánh cả lên một đệm một tí lời thì các bác nghe mới được nghe được các bác nhé, chứ đánh súp thì nó cắt hết rồi, nếu cắt cốt hết thì chúng ta nó đánh theo dải tần thì chúng ta phải đeo tai nghe mới cảm nhận được chất âm.
Vâng, thực ra đánh thực ra là đánh chiếc cục đẩy này mà đánh mấy một quả súp này thì nó gần như là nó không 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 nháy thêm không nháy đèn đâu nhá. Tức là công suất của nó thừa rất là nhiều. Thừa rất là nhiều. Và dòng cục đẩy này thì nếu có bác kết hợp với chức năng tiếng nó bác cắt cốt thì bởi vì dòng đẩy thì nó chủ yếu là chịu công suất, còn nếu mà dùng nương tiếng nó vào các bác cắt cốt các bác đẩy tầm 10 giờ bánh đã rất là mạnh nhỉ, bánh cái phơ nó đã bật bật rất là mạnh. Bởi vì là khi mà chúng ta đẩy nguyên thì đẩy nó chủ yếu là chịu công suất thôi nhá, chịu công suất thôi, còn đâu là nó phải có một cái để khuếch đại lên thì các bác sử dụng nếu nếu muốn đánh mạnh lấy hết có nghĩa là khai thác hết được cái công suất của chiếc cục đẩy này thì các bác dùng thêm cái nương tiếng nữa. Các bác đưa vào các bác đánh súp thì nó rất là lực. Đấy. Còn nếu đánh trực tiếp thì với chiếc đẩy này, đánh với quả súp này không ăn thua gì các nhá. Không ăn thua gì. Đây quả súp Martinlai thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 500 nghìn bao ship các bác. Đánh rất là hay. Đấy. Thì dòng đẩy đánh súp thì các bác thấy thì tiếng súp của nó rất là sâu, mềm tiếng, đánh rất là sâu, mềm tiếng mà nó cắt gần như hết không còn một tút chút lời nào các nhá. Vâng, thì bây giờ em sẽ kết thúc video clip để thân ái chào tạm biệt các bác. Thì hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau.